Hello, Ai đây anh em ơi? Duy cá còn ai nữa? Tiếp tục chương trình nữa anh em. Thì sáng nay dứt cái đống này đi anh em. Thì có ăn ít thôi. Sáng nay cũng thấy quay quải anh em. Tối qua là chim lâu quay đuối quá. Sáng nay quay quải quay cái này cho nó nhanh, cho nó gọn nhẹ anh em. Rồi thì cái này thì em giới thiệu luôn ha. Cái này xài bằng ga nè. Còn cái này xài bằng trí ốc nè. Còn cái này xài bằng điện châm nè. Đấy. Thì mà bây giờ nó nói luôn nha, từng từng cái một nha. Bếp ga thì em cho lên lửa, còn anh em về chỉnh lửa lại giùm em ha. Đấy, em cho lên lửa là bao sóng bao IC rồi cho anh em thôi. Đấy, thì bao ship. Cái mặt hàng này mặt hàng nào em cũng bao ship hết cho anh em hết đó. Rồi anh em cọc trước cho em 30% luôn. Còn bao nhiêu thì anh em gửi về đến nhà anh em nhận hàng thanh toán sau ha. Đấy, đây là bếp ga. Đấy, anh em về tự chỉnh lại giùm em một xíu giá thợ luôn em. Rồi, còn mấy quạt này thì ok rồi đó. Còn lát nữa hình như có con không chạy hay chạy hay không chạy gì nằm trong này nè. Đấy, lát nữa em sẽ nói sau. Con nào cắm điện vô chạy thì chạy, còn nó không chạy thì anh em về thay cái cục gì nhỏ nhỏ trong nha anh em. Đấy, em cũng biết luôn. Nghe anh em nói vậy thì em nói vậy thôi. Rồi cái này cũng bao ship luôn em. Rồi, cái đó thì dễ dàng rồi, còn cái này nè. Riêng thằng này thì xài bằng trí óc nè. Em đầu não với nó luôn, nó bây giờ nó có hai cọng dây với lại cái rắc ra nó chịu chịu thua đấy. Rồi chấp nhận thôi anh em ơi, chấp nhận thương đau thôi. Rồi cho đi luôn bao ship đấy, cứ con là 4 sỉ anh em, con là 4 sỉ, anh em thích con nào lấy con đó đi anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ quay lò ga trước anh em nha, quay bếp ga trước. Có 3 con thôi, 3 6 có bao nhiêu đâu anh em. Sáng sáng nay thì riu riu thôi. Rồi bây giờ em sẽ quay từng cái một anh em ha. Đây, mình ga tổ tướng này. Rồi tiếp tục anh em ơi, thì con này mấy con này thì lò bếp đồ đẹp anh em. Đấy, nó hơi cắn ngay đèn tí nè, hơi cắn ngay đèn tí. Ủa, mở ra chưa? Con này lửa đẹp rồi anh em, con này lửa ok luôn. Rồi ở trong lửa cũng ok luôn anh em nha. Để em quay em vòng. Lửa ok ha. Đấy, hình thức còn hơi bị cấn ở đây nè. Đó, nó hơi cấn ở đây tí xíu nè, ngày đây xíu nữa nè. Đấy, đây lò trong thì nó hơi dơ anh em ơi. Đấy, rồi được rồi, tắt đi, nóng quá. Thì cái này thì ok nè. Đó, chứ còn cái bên trong thì đây nó dính dầu mỡ nó xét rồi anh em ơi. Đấy, dính dầu mỡ xét nha. Rồi em lấy pin lại anh em về tự bỏ pin vô giùm em á. Đấy, nó hơi bị xét xét bên đường này nữa nè, nó cắn cắn ở đây. Rồi đời 2016 nè mà, còn này đời 2016 tháng 11 2016 cái tầng nắp gì nó cũng có. Đấy. Rồi con này ok, lửa đẹp nè anh em. Thì con này giờ anh em vệ sinh luôn, mà lửa như vậy thì em cũng không biết là nó ok chuẩn chưa, em không có đành được. Rồi, biết đâu em biết đâu. Con này mã 339 1250 anh em nha. Con này 1250. 1250. Đấy, 1.250.000 bao ship cho anh em nha. Rồi đi luôn em. 339 1250. Rồi có 3 con thôi anh em ơi. Con này đời 2014. Đó, Paloma Arena nhắn nó có cái gì nữa đây. Có lửa trong anh em nha, con này lửa trong lò thì có nè. Đấy, lửa trong lò nó đang cháy nè. Đấy, lửa trong lò đang cháy. Đó,
Rồi lên. Ok. Đấy, lửa trong lò đang cháy lên hết hai lò luôn em nha. Lửa con này thì nó cũng hơi hỗn. Đây. Con này rin này, đấy nó hơi xấu xấu thằng tàn tí xíu. Đấy. Rồi nó hơi xấu xấu tí anh em ơi. Rồi. Hơi dơ nè, đấy. Con này ở trong nó thì nó sạch sẽ nhưng mà lò nướng nó dơ nè anh em. Ừ. Lò nướng nó dơ, ở trong này thì sạch sẽ ha. Đấy, ở trong sạch sẽ nha. Rồi dỡ cái đít lên em. Bên này thì nó cũng chạy chạy. Đấy. Cái đít nó cũng ok á. Ừ. Rồi ok. Giờ vệ sinh lại cái khúc này nè anh em, mặt lại cái mặt trước nè. Này này nhắn anh em nha, này nhắn. Đời 2014. Đấy. Coi đời 2014. Hôm nay mặt 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 men anh em nha, mặt men không. Đó. SE đây. Rồi con này 1,2 triệu anh em nha. Bao ship cho anh em về dọn lại giúp em. Rồi. Mã 340. Cũ 2, đấy. 1,200k. Bao ship anh em nha, 340, 1,2 triệu. Rồi. Có con này đẹp nè. Con này Paloma. Đấy. Lúc này màu trắng, lúc kia màu xanh đen. Này đời 2013. Rồi. Ok luôn. Rồi. Con này ok anh em nha. Ba lò đều thắp sáng là lửa con này đẹp luôn anh em. Con này lửa đẹp nè. Xanh lè luôn. Rồi ok. Lên này. Trong này nó hơi xét cái này nha, này nè, à, anh em thấy không? Nó hơi xét nè. Ừ. Đây, dàn này cũng hơi xét xét luôn đấy. Rồi, ập lại. Này nó có cái nút gì đây nữa anh em à. Rồi con này không có cái nắp cái lưới khói anh em nha. Rồi. Mã 341. 341 con này. Chiều 2 cho đem về dọn luôn đi. Đấy, mất lưới khói anh em à. Rồi ok hết rồi anh em, ba cái thôi. 341,2 triệu. Rồi ok đi luôn em. Rồi con này thì đây anh em. Qua giờ bán mấy cái nữa. Còn mấy cái nữa anh em bỏ luôn. ZAW. Đó. ZVR. Đây là ZVR anh em nha. Nó có cái rắc này, điện 110 với lại điện 220. Ba loại dây luôn em nha. Fit cho cục ba chấu luôn anh em. Nó chơi toàn là cái Vinet đây em ơi. Này biết từ. Đấy, 1 2 3 nút đồ sáng. Đấy, nó on đây. Ok hết. Rồi con cống mới bên này tí xíu anh em nha. Chịu. Rồi 342 con này thì 400 anh em nha. Bao ship về tới nhà cho anh em, giờ anh em nghiên cứu anh em ơi. 400. Rồi ok luôn em ơi đi. Rồi 343, 400 luôn anh em. Như nhau cả đây mà ZAW luôn. Đấy, rắc này điện 100V, rắc kia điện 220V. Rồi cái rắc này à sorry sao? Đó, em cũng không biết luôn. Đấy, điện 100V 2700W nha. Đây nè. Hai điện 200V thì nó là 2700, còn điện trong một 100V á thì nó là 200W. Để đụp lum anh em ơi. Rồi mấy cái này thì anh em thầy thợ về lấy ra, chứ anh em xài đừng có lấy anh em ơi. Anh em mua về xài gắm nó không lên đâu anh em nha. Đó. Phải biết đường gắm không, phải biết đường đấu điện nó mới lên được. Có 400. Đấy. Anh em mua ra mua xong quay quay ngược lại hỏi hỏi em, anh em không biết gặp em ngu nữa thì hai anh em gặp nhau quầy tiền luôn á. 343 400. 344. Đây 344 đây anh em, 400 luôn nha anh em ơi. Anh em thích lấy cái nào thì em lấy có ba cái nữa đây. Đấy. K anh em. ZAW đấy. Biết từ anh em ơi. Này biết hồng ngoại biết từ gì đó anh em, em cũng không biết luôn. Rồi. 400 anh em. Đi luôn. Vậy thôi. Rồi cái này Toshiba cánh mỏng. Cái cánh nó dày lắm rồi nhưng mà đọc suông mồm thôi.
gấp đi với em. Hai lũ con này chết luôn á. Rồi điếc ở đêm nha, điếc. Này anh em giờ thay cái cục cục gì ở trong đó, nó rồi le gì là nó chạy anh em. Bữa anh em nói thay cục nó chạy nhưng mà em không có làm. Này nó lên xuống khó lên nè, lên được tí anh em nha. Oxy 3 cánh 30. Bạn bữa anh em nha. Cánh nó cũng màu màu xanh xanh, nó cũng đẹp lắm. Cánh màu xanh xanh đẹp. Rồi, em này để cho anh em không chạy nha. Oxy 3 5 xị đi anh em ơi, quạt lửng nha. Rồi anh em về tự kiểm tra giờ đi. Đó. Để đi về tự kiểm tra ha. 345 500 bao phí vận chuyển cho anh em nha, 500k đi luôn anh. Cánh 30 cánh đẹp anh em nha, nói chung là đẹp hết á, nhưng mà gắm điện nó chạy thôi. Đây, tiếp cùng con Toshiba nó y vậy luôn. Điều con này xấu hơn, chạy hơn tí xíu. Con này nó chạy hơn tí xíu anh em nha. Tô luôn. Con này nó chạy hơn này, hả cánh nó là quạt lửng anh em nha. Đây nó hơi xấu ở đây tí xíu ra, quạt lửng. Nó chạy nút đây đứng ha. Quạt lửng ở đây nha. Cánh cổ nó ok rồi. Cánh 30 luôn. Đây Toshiba cánh 30. Con này quạt lửng luôn. Rồi, 650 cho em nó luôn anh em nha. Hơi chạy cái này. 650. Ngang quạt bàn luôn anh em ơi. Thu quạt bàn luôn á. Đấy, 650k 346. 650 mấy cái này thì anh em về chỉnh lại giùm em luôn ha. Đây. Hồi xin lại giùm em nha, nó cũng hơi xét xét ở đây nè. Đấy. Hơi xét xét. Rồi 346 650 luôn. Con này. Rồi tiếp tục con này 347, con này thì ok nè. Lên. Con này con Hy anh em nha, Hy. Đó. Này hơi xét thôi, cái lồng nó hơi xét, nút bấm đồ thì nhìn nó chắc lắm. Đấy, ok luôn. Con này nhìn chắc sơ lừ luôn anh em. Hitachi chắc nha, quạt lửng này cánh nó không quay anh em, cái này cánh nó không quay, cái cây ở sau rồi nó quay. Đó, thì cái quạt này thì cái cổ nó không có quay được thì mình quay nè nha. Đó, khi nào anh em thích anh em ngồi quay nè. Đấy, bao mát luôn em. Đấy, anh em ngồi quay nè. Đó, chịu khó một tí anh em ha. Rồi, cái này thì nó hơi rằn rạn cái này một tí thôi chứ không phải gãy đâu anh em ơi. Cái đầu này nó không gãy nha. Quạt lửng na. Rồi, na. Na, à, quên Hy chứ, Hy. Thi độc lát thành hư luôn bây giờ. Đít khu ok ha. Rồi con này Thi thì nó không có quay được anh em. Cổ cánh thì ok ha. Cánh 30 hơi dơ tí xíu. Rồi để cho anh em con này 900 anh em về dọn lại ha. 900k nha. 347 chính xị 900. Rồi ok luôn, đi luôn em. 347 900. Rồi con này na nè anh em ơi, con này quay là nó nặng giả mang luôn. Này na nó không có chạy đâu nè. Na tin nè, nó không có chạy. Con này vẫn chắc anh em nha, đó, nắp nhựa nè, bị lỏng nè. Đó. Nắp nhựa bị lỏng tí. Đấy. Này bằng sắt anh em ơi, cái này bằng sắt. Này nhựa. Cái bằng sắt, cái bằng nhựa. Hết rồi anh xếp chạy rồi anh ơi. Hết rồi anh ơi. Con này không chạy anh em nha. Nó cách điện lại rồi. Mò chút xíu nó chạy sao.
Ok nha, con này không chạy nè. Con hướng dẫn anh em nha, cái này anh em giờ thay cái cục gì trong đó, mấy chục ngàn nè, đới bằng sắt này nè, đới bằng sắt, cái này bằng sắt, cái này bằng bằng nhựa. Rồi 800 anh em ơi, không chạy nha. 3 4 8 đánh lên cha, rồi đi luôn em. Rồi con này tô đây nha, tô bàn này. Tô bàn, tô bàn, cái này nó hơi xét, cái này xét cái đây nha, cái mặt này nó xét nè, điều logo thì còn ok nè, mặt đã xét, này tô bàn cắt 30 đấy, cái lồng này xét cái này nha, cái lồng thì nó xét rồi, lồng xét, mát cái đều ơi. Sáng giờ chưa kiếm được ngàn nào, nhiều người nó hơi nóng rồi, giờ quay cái quạt là thượng sách luôn. Rồi quạt bàn này nè, quạt bàn tô này. Rồi để cho anh em con này 600 đi luôn em, 349 6 xị nha, 600k đấy, bao ship cho anh em. Rồi anh em về và xin lại giùm em á, cánh 30 cổ ok nha, con này cánh 30 cổ ok đấy. Rồi ok đi luôn em, con này tô nè, tô này đẹp hơn nè, tô kia phải tô bà, tô kia xanh lá cây, con này xanh dương, này đẹp hơn nhiều, con này đẹp hơn nhiều anh em, đẹp hơn thì giá nó sẽ khác nhau anh em ơi. Này cánh nó cũng không xét gì mấy nha, thử rỉ rỉ chút xíu thôi. Nhựa thì ok ha, này nó không bị gãy, không bị nứt gì đâu. Nó chạy như rùa bò ta. Tiếp tục. Số 1 chạy quá chậm luôn nè. Đó, số 2 nè. Giờ số 3 nè. Bao mạnh luôn. Ba cái nấc của nó y như là 390 369 nha nè, nó lên một cái nấc coi như là một nấc là nó rất là mạnh luôn, chứ nó không có vừa lưng chừng nữa nè. Số 1 và số 1 nó chạy nè, bực số 1 chạy cũng đá đầu đó mà. Chạy muốn gạt nó đó. Chạy nó quạt bé luôn. Con số 1 nó chạy dễ luôn á. Đó. Đó thì đây, cái này nó bị tét cái này tí xíu anh em nha, nước ở đây tí xíu nè. Nước cái này tí xíu. Rồi con này thì nó rất ok ha. Hình thức này con đẹp nè. Giờ yêu cầu vệ sinh quang phát là mình lụm nè anh em nha. Đấy, rồi con này để cho anh em 7 lít nha. 7 lít 700. Ổ cánh ok luôn, cánh 30. 4 lá. Đấy. Cánh 4 lá nha. Đi luôn em. Rồi tiếp tục là một con nét anh em nha, nét. Nét rồi. Cổ cánh thì này cánh 3 lá nha. Nét này thì chắc thương hiệu cũng ok lắm, quạt lửng luôn em. Rồi chạy mít chủ mít gió mùa thu luôn. Mua giá thưởng 50. Vô kêu thư ký nhận thưởng 50 em. Này cái lồng của nó ok này nè, cái lồng sắt này rất là dày luôn nè anh em nè, cái lồng sắt rất là dày luôn. Đấy. Rồi. Số 3, số 2, số 1 tắt rồi lụm. Này nó bị tắt tét này một xíu anh em, tét này một xíu nè, nó bút quá gãy luôn. Đó đường nào nó không gãy rồi anh em ơi. Đó. Nét đây em ơi, con này là củ nét. Rồi ok đấy. Ổ cánh thì giờ vệ sinh lại anh em. Rồi nghiêm cả chỉnh luôn. Rồi con này đợi nét này đợi cho anh em 85 đi.
85 anh em ơi. Con này đợi tay em 85. 850. 351 850 đây em ơi. Đấy 351 850. Còn con này là Hitachi là hai nút số đây em. Chức năng hơi nhiều nha, 246 luôn à. Này nó 6 246 nút. Cái con này cánh thì của cánh thì cái lồng lại rất đẹp nha. Đó, cánh nó lồng rất đẹp, nó bởi ngay chỗ này như thế này. Cánh lại cái lồng rất đẹp. Đây, nó bởi cái đây cái vành này miếng à. Ok anh em nha. Đấy, con này thì anh em giờ chỉnh sửa lại giùm em. Này cũng là cánh 30 anh em ơi, cánh 30. Đó, cánh lại lồng thì nó ok rồi, nhưng mà bóp thì nó không có chạy anh em nha. Bóp thì nó không chạy. Này nó có hai nút số. Con này bóp không chạy. Bị cái gì trong này? Đấy. 100 mét. Chừng 50 đi. Nó nghiêng lại mà không chịu cắn, chừng 50. Rồi ok luôn anh em. Rồi con này thì cũng thuộc dạng đối với mắt em thì nó là Victor Lê anh em nha. Còn nó có biết hay không thì tùy thôi. Thật xuôi. Rồi đợi anh em con này 800k anh em về dọn nha. Đấy. 300 200 800. Và con cuối cùng tô. Con này cái vành là cái lồng nó đây nó xét nè. Cái mặt này thì ok nè. Cương quạt bàn anh em nha, con này quạt bàn. Tô. Hàng bao ship hết rồi anh em ơi. Đấy, anh em rồi, con này 353. 353 kiếm còn nhiều nữa. Rồi 353. Đó, 353 anh em nha. Thì con này để kiếm thì mấy cái từ thôi. Rồi con này 650k dành cho em nó nè. Bao ship cho anh em à. Đấy, quạt bàn anh em à. 650 bao ship cho anh em về. Toshiba, đấy, quạt bàn nhỏ thôi. Ok luôn em nha, 650 bao ship rồi. À, cổ cánh thì còn đẹp nha. Đó. Cánh thì còn cánh 4 lá nè, đẹp nè, cổ ok. À, cái cổ này nó không quay anh em nha. Đó, thì anh em về ngồi, anh em ngồi chỗ nào quay chỗ đó. À, anh em chỉnh lại luôn. Rồi. 353. 650. Rồi ok. Đợi qua mà em đi kiếm gì thêm anh em nha. Ít quá. Rồi thôi, sáng ngày hôm nay em mua lên như đây thôi anh em nha. Thì anh em được xem được con nào ủng hộ em ha. Rồi em xin chào tất cả anh em ha. Hẹn gặp lại anh em vào video vào chiều hôm nay nha. Chiều nay em sẽ lên công cụ anh em nha.